khá lâu rồi mình luôn mới quay lại phim truyền hình, và thật sự bản thân mình rất thích cái thể loại vai như thế này, tức là càng cực khổ, càng xa xôi, hẻo lánh thì mình luôn lại càng có cảm xúc hơn, là bởi vì mình đóng quá nhiều những vai công tử nhà giàu rồi học cao rồi giám đốc các kiểu, thì mình luôn thật sự là mấy năm qua là không có cái vai nào để cho mình nhiều cảm xúc giống như vai này. Nhưng mà cũng chia sẻ thêm là khi mà cái nhiệt huyết của mình đi ra tới một đoàn phim, và nói khi mà ra tới đó quay 2 ngày là tịch, nó là ước gì mình được nhận cái vai này, nó khổ quá đi, nó cực khổ khủng khiếp luôn, tức là đang nắng chân trang mà nắng mà thì nó giống như là phan mặt luôn á, nắng khủng khiếp, mà vừa nắng xong là lát nữa tí xíu nữa là mưa, tức là mình không có chuẩn bị, ví dụ như là mình đang nắng thì có thể chuyển mưa đi rồi mới mưa, còn không đang nắng muốn mưa là mưa, tại vì xung quanh toàn là núi mà chỉ cần một đám mây nó bay qua là mưa, mà mưa không biết giờ nào tạnh, mà mưa xong là cứ kẹt ở trong rừng luôn, tức là không có về được, tại vì những cái con đập á mưa một cái là nước nó lên là nửa xe, cho nên là cứ đậu bên kia khi nào hết mưa mà đợi nước rút hết mới được về, rồi chưa tính là không có sóng điện thoại nè, rồi ăn uống thì cái cũng không có được, nói chung là chia cắt hết, rồi mưa gió bão bùng cực khổ, rồi quay phim các kiểu, rồi mấy anh em là cứ động viên nhau, và nó là một cái tinh thần cũng rất là lớn, đúng không? Mấy anh em mình cũng vượt qua cùng với anh Điền, tức là nhìn thấy anh, tức là những cái đó nó không có nhiều bằng, tức là nhìn cái hình ảnh của anh Điền với lại của anh Thái Hòa là mình nghĩ là mình chỉ là mới có 1/10 của ảnh thôi, anh Điền cực khổ, còn anh Hòa thì ảnh hóa thân vào cái nhân vật, thì nó là mình luôn sống chung với anh 2 tháng trời ở trong chung khách sạn, mình hiểu được là ảnh sống trong nhân vật từ cái lúc mà ảnh ở nhà, ảnh ăn cơm, ảnh tắm, ảnh ngủ là ảnh sống nhân vật luôn, chứ không phải là ra phim trường mà sống nhân vật. Và quay lại cái vai của mình luôn đó, thì một cái vai mà phải nói là cũng quá là nhiều cái cung bậc cảm xúc, tức là thực sự là mình luôn phải thể hiện được 3 cái tính cách nhân vật thì mới ra được cái vai này. Một cái vai nó rất là khó, một cái người trưởng thôn, rồi sau đó mình phấn đấu, mình mới bằng mọi cách, tức là mình rất là một người rất là đam mê danh vọng, nhưng mà mình lại trốn tránh trách nhiệm của mình khi mà mình làm lỗi xảy ra để có con rơi ở ngoài. Thì đó là cái điều mà 3 tính cách nhân vật đó làm cho mình luôn cảm thấy là trước giờ mình chưa có được cái vai như thế này, một cái vai hay như thế này, nên là khi đọc nó là mình luôn không có đắn đo suy nghĩ hết, mà mình nhận ngay. Thì và nói là gần đây thì cũng cảm ơn VFC, cảm ơn Điền và cảm ơn ekip đã thể hiện, đã giúp đỡ mình luôn xong cái vai, và nói là mình luôn cũng rất là hài lòng. Một lần nữa cảm ơn VFC, đây là lần đầu tiên mà mình luôn được hợp tác với lại VFC, rất mong là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa. Chưa hết dây bên này bây giờ cái gói tức là còn mấy ngày nữa thôi, còn 2 ngày. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, còn cái câu hỏi về định hướng khung giờ phát sóng không chị Hân lên? Dạ anh Mạnh ạ. Kính thưa nhà báo, thì thực tế thì chúng tôi cũng không có bị quy định là phim Nam và phim Bắc là thế nào cả, và quan trọng là chúng ta sẽ mang lại cái nội dung gì cho khán giả cả nước, đấy là trách nhiệm của những người làm phim tại VTV. Những cái bóng của những cái vai diễn trước đây của mình để mà vào một cái vai diễn mới trong một cái bộ phim này. Và câu thứ hai thì tôi muốn dành cho diễn viên Ngọc Lan. Thì tôi có xem qua trailer và có đọc qua thông cáo báo chí, thì tôi thấy là hình tượng mà chị Ngọc Lan đóng trong bộ phim này là vai gái làng chơi, và chị cũng có chia sẻ là chị cũng rất là tâm đắc với lại cái vai diễn này. Thật ra là Ngọc Lan là trước giờ là được khán giả biết đến là chị là một diễn viên thực lực, diễn xuất rất là tốt, và đặc biệt rằng là chị có thể hóa thân rất là nhiều dạng vai. Nhưng mà với vai diễn này thì tôi thấy khá là ấn tượng và khá là đặc biệt. Thì không biết rằng là tôi muốn biết xem là chị đã hóa thân như thế nào, và bản thân của chị có áp lực hay là chị có sợ về những cái định kiến của khán giả khi nhận định về cái vai mà chị thủ vai trong bộ phim Mẹ Rơm này không? Tôi cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Đình Di. Lời nói đầu tiên xin cho phép Hà được gửi lời chào đến anh chị báo chí đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Cảm ơn câu hỏi của anh Di ạ. Em xin được trả lời là đây là cái dự án mà
Sau 2 năm rồi thì em mới tham gia một cái dự án phim truyền hình, và đặc biệt là phim của anh Điền gọi thì em không có dám từ chối. Áp lực là tại vì mọi người là tại vì trước đó em cũng đã từ chối một vài dự án của anh Điền rồi, bởi vì rằng là em cũng muốn ngưng cho bản thân mình, em cũng muốn có những cái việc riêng cá nhân của mình, và em cũng muốn làm mới bản thân mình cho từng vai diễn. Thì lần này anh Điền gọi thì em không dám từ chối nữa, tại vì mọi người cũng biết nhân duyên giữa em với anh Điền thì có bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa là anh Điền đã giúp em đến gần với khán giả hơn qua vai diễn M2, thì em rất là biết ơn anh Điền. Và một lý do nữa em nhận dự án này là vì anh Thái Hòa, vì nghe được đóng chung với anh Hòa thì em rất là mừng, bởi vì em rất là muốn có một cái dự án được hợp tác với anh Hòa và được càng học hỏi và cũng giống như là quan sát cách anh Hòa sống với nhân vật như thế nào, bởi vì đó là cái điều mà em mơ ước mình bản thân mình có thể làm là thật tốt cái vai trò đó. Còn nói về vai diễn Xuân lần này thì cũng là một nhân vật phụ họa cho tuyến chính là tuyến của anh Hòa thôi, nhưng mà đối với em là một cái cơ hội mà em được trải nghiệm một cái nhân vật mà hoàn toàn khác mình ở ngoài. Em đã phải rất là cố gắng từ cái phần mà tư duy cho nhân vật, từ lúc mà bắt đầu, từ cái áo, từ cái tạo hình, em đều bàn rất là kỹ với anh Điền, và mọi người thấy Xuân ở trên màn ảnh là những cái gì đó mà em phải tư duy từ tạo hình, em cũng hỏi ý kiến anh Điền, chị Lan cũng cho em rất là nhiều góp ý. Khi mà mình làm việc được với một đoàn phim mà với đạo diễn thân quen, những người anh chị đồng nghiệp như một gia đình, thật sự là trải nghiệm rất là tuyệt vời sau 2 năm mà quay lại màn ảnh. Còn nói về vai diễn Xuân thì là một cái nhân vật đanh đá, mọi người cũng biết trước, giống như anh Di nói là cũng khung giờ này từ thứ hai tới thứ sáu vừa xong bộ phim Bão Ngầm của Hà thì quay cách đây 3 năm rồi. Thì đây là một cái màu sắc hoàn toàn khác, và Hà cũng tin rằng là đây là một cái màu trong tất cả những nhân vật mà Hà tham gia sẽ là một cái màu rất là lạ. Rồi, em xin hết ạ, tất cả trả lời của chị Lan. Cảm ơn cả thế Hà, xin mời Di đi gặp Lan. Cảm ơn anh Di đã đặt câu hỏi cho Lan. Dạ, giai của em là gái làng chơi, dạ đúng rồi. Giai của em là gì, sao ta, gái làng chơi, đội lốt, gái nhà lành á. Mọi người có thể thấy là những hình ảnh đầu tiên của Hồng khi mà xuất hiện á, thì mặc đồ rất là kín đáo, lành, chọn những cái chất liệu mà nó mềm để cho cái vai nó nhẹ nhàng hơn. Thì đó là giả dạng thôi, chứ thiệt ra là quá khứ nó cũng nông nổi lắm. Cũng không biết nói như thế nào về cái vai này, bởi vì thật sự ra thì dạ, mấy người đẹp ngồi trên đây á, đều là tuyến phụ của mấy anh nam đó, đệm đệm cho mấy anh nam thôi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt á, Lan xin chia sẻ, đó là sau khi mà đọc hết kịch bản, tại phim này là có 2 ngày cho diễn viên chạy thoại, thì các chị nữ á, là ai cũng giành vai của nhau hết. Ví dụ như Lan thì Lan giành vai của Hà với lại của Lily Chen ha. Rồi lâu lâu cũng muốn lấy vai của Vũ Ngọc Ánh nữa, và các bạn khác cũng vậy, cũng nói là trời, em muốn đóng vai chị Lan, em muốn đóng vai của Lily Chen. Thì tức có nghĩa một điều rằng là các vai nữ này á, đều nhau hết, vai nào cũng hay, vai nào cũng ấn tượng, và vai nào cũng có một cái màu sắc riêng. Nói riêng về vai Hồng á, thì đầu tiên nó là vai Lý, nhưng mà chú Điền đã rất là thương Lan, bởi vì trước đây Lan đã làm với chú Điền một cái phim lúc Lan còn bé, lúc không, nói bé không đúng, 18 tuổi rồi, quên. À không, lúc đó 20 mấy tuổi rồi, đó là phim Âm Tính, cũng là vai Hồng, cũng là một cái đứa ăn chơi lêu lỏng rồi sau đó cũng làm gái. Cho nên là chú quyết định là chú đổi lại thôi, chú thích cái tên Hồng hơn. Chú nhìn con chú thấy ra cái chữ Hồng hơn, tại giờ mặt con nó tròn hơn, kêu cái chữ Hồng cái nó hợp hơn, cho nên là chú mới quyết định là chú đổi lại tên Hồng. Và Hồng đúng là một cô gái làng chơi, cũng nói chung là cũng vì nhiều lý do nên mới đi một cái con đường là nó cũng không có tốt lắm. Cô cũng dạ. Hả? Hồi chính là gì? Định, wow. Định kiến bởi gì vậy? Định kiến bởi gì vậy? Vậy làm gái đó, em cũng hỏi có định kiến, sợ định kiến về làm gái. À không ạ, nói chung là tại vì làm gái thì cũng có 5-7 đường. Em con Hồng thì nói chung cũng tội nghiệp lắm mọi người. Cũng thương lắm, hoàn cảnh gia đình lắm. Cũng mê trai rồi, cũng yêu người ta rồi, cũng đem hết tiền đi mượn tiền cho người ta. Xong, chết cha của chú ơi, con nói gì con hết dai không vậy?
nói tóm lại có xài định kiến không? Định kiến về vai hả? Hay là định kiến là mình đã làm nhiều vai giống vậy hả? Không, định kiến là đóng vai gái cái sự. À dạ không, tại vì em đã mang một cái màu sắc rất là hiền lành và rất là chín chắn. Rất là chín chắn cho vai. Cái vai này tội nghiệp lắm mọi người, nhưng mà dĩ nhiên là dù bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đừng nên đi làm những cái việc mà nó không không có đúng với lại lương tâm. Còn á, cho nên là Hồng cũng hối hận lắm khi mà phải lâm vào cái hoàn cảnh như vậy, nhưng không có rút ra được. May là có Mogu, tình cảm cha con Mogu và Hiệp Dẻ. Không được spoil phim nè. Dạ em hết nè, không biết là có thỏa mãn mọi người không ạ? Không hả? Thôi hết được rồi. Ủa em nói nhiều quá hả? Ở dưới cười quá trời cười lan kiểu. Không, tại em thấy diễn viên đông quá nên hỏi tới em tranh thủ em trả lời để em được lấy hình. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ trường Ngọc Lan nè, không có hỏi Ngọc Lan dạ, không, mọi người hỏi em đi, 10 tập đầu không có em. Mọi người hỏi em đi. Không ai hỏi. Không ai hỏi. Dạ mời chị. Chị đi đâu giùm sáng đó. Mời chị Lê Bác Tuy Trẻ. Cho xin hỏi đạo diễn một chút bộ phim truyền hình thì cái kinh phí nó cũng phim của mình có phải chỉnh sửa gì nhiều cho phù hợp với thời đại bây giờ hay không? Tại vì tôi thấy bối cảnh hình như của mình cũng chủ yếu ở làng quê. Câu thứ hai là muốn hỏi anh Thái Hòa là anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của anh khi mà mình trở lại với điện ảnh không ạ? Và những cái vai nói thẳng là hơi khù khờ thì anh cũng đã diễn nhiều rồi, vậy thì anh Phương Điền liệu mình sẽ khai thác những cái nét mới gì của anh Thái Hòa trong cái những cái dạng vai như thế? Xin anh. Cảm ơn Hùng. Lời đầu tiên Phương Điền xin kính chào các anh chị em báo chí. Cảm ơn ban đốc VFC đã bay vào đây để chung vui với buổi gặp báo này. Lời thứ hai là xin cảm ơn đến hai biên kịch Tô Thị Trang và Kim Lý Bắc đã chịu đựng. Nói chung là rất là cảm ơn khi các bạn đã gửi đến cho Phương Điền cái mẹ rơm. Cái mẹ rơm này được thay ngán từ cái phim Cha Rơi với phim Mặt Lụa cũng lâu lắm rồi. Mình đi quay phim về thì mình thấy được cái con mũi nhìn mới đưa ra ý tưởng đó. Và chỉ trong mấy ngày thôi thì có một cái đề cương về mẹ cơm. Cảm ơn rất nhiều từ cha mày. Thực ra so với 4 năm trước đó, thì kịch bản nó không có thay đổi nhiều. Nhưng vì đáp ứng lên sóng VTV1 nên có nhiều cái tình tiết phải căng đông đo đếm và giảm lại xíu. Rồi về khúc chuyện về tình mẫu tử, về cha con, nhân cách gia đình, nhân cách sống thì không có gì thay đổi hết. Chỉ từ cái này diễn mà em đi thích. Tất cả những cảnh ở trong làng quê thì đúng là đúng như trong suy nghĩ của Điền và các bạn biên kịch cũng chọn nơi một cái miền quê, làm sao người ta tin được câu chuyện này ở thế kỷ này, ở những năm này mà có những cái tình trạng này xảy ra. Và Điền cũng kiên quyết chọn một bối cảnh cho nó phù hợp để kể câu chuyện này. Đó là câu đó. Phần thứ hai thì để em thấy qua nói đi, rồi sau đó thì Điền sẽ nói tại sao lại anh chọn Thái Hòa. Để nói. cái phim này là nó mình đóng phim này không phải là phim điện ảnh, nó truyền hình nữa. Thì trong cái thời điểm này mình thích tham gia cái phim truyền hình là vì cái thời gian để mình được sống trong nhân vật nó lâu hơn, nó có cái nhiều cái điểm thú vị hơn cho mình. Thì đó là trong cái thời gian này. Thì những cái dạng vai này thì cái vai Mogu này không phải là cái nhân vật khù khờ, chỉ là chân chất, chân thật, chứ nó không phải là vai khù khờ. Mình cũng không có lo lắm về cái chuyện mà nó sẽ giống với vai nào, tại vì bản thân mỗi vai nó đều có cái sự sức sống riêng của nó rồi. Còn cái chuyện anh Điền khai thác như thế nào anh Điền nói. Chìm bóng.
Đối với Thế Hòa thì anh em biết nhau từ cái thời sinh viên trong trường, và Điện với Thế Hòa làm rất rất nhiều phim. Đó cũng là một cái nỗi lo rất lớn đối với Phương Điện khi mà mời Thế Hòa. Mình cứ sợ là mình sẽ lặp lại cái này, lặp lại kia. Nhưng thực ra cái đó cũng là bằng thừa thôi. Hòa là một người diễn viên diễn rất giỏi và rất là chịu nghiên cứu kịch bản. Thì thậm chí nếu mà có đưa một kịch bản mà nó không phải hoàn chỉnh, không phải thuyết phục được Thế Hòa, dễ gì Thế Hòa nhận lời. Và đó là điều mình nghĩ rằng Thế Hòa sẽ còn kỹ hơn mình rất trăm lần khi đón nhận một cái vai nào. Ở trong phim này thì rõ ràng nó không phải là vai của Thế Hòa từng diễn Cha Rơi, cũng nói về tình mẫu tử. Bây giờ lại lên phim một cái phim là Mẹ Rơm này, thì cái người lo nhất là anh Phương Điện sẽ lọc lời như thế nào đó. Nhưng không, các bạn yên tâm đi, Thế Hòa khoác lên mình một ngô gù. Mình không ngờ rằng Thế Hòa là có thể nghĩ ra cách diễn như vậy. Tại vì đối với mình, diễn viên, khi họ thổi câu đầu tiên là mình biết họ nắm được nhân vật hay không, hoặc là họ vô vai được hay không. Rõ ràng ngoài cái hình thể xù xì của Thế Hòa thì Thế Hòa lại có một giọng nói khác lạ tất cả khi một thể hiện nhân vật. Mỗi cái chấm ngắt ngữ câu, ánh mắt cũng hoàn toàn lạ. Nên khi các bạn xem tất cả những cái demo hồi nãy tí xíu, một cái số cây nhỏ thôi, nhưng rõ ràng bao nhiêu tâm trạng thì ở ai ố tất cả mọi cái nó đều khác lạ với Thế Hòa từ xưa giờ. Đó là điều mà Điện giáp với mình rằng Thế Hòa không giống như những nhân vật khác mà đã từng làm qua. Cảm ơn Điện, cảm ơn Hòa. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ.